Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng các bạn học sinh thân mến, thật vinh hạnh cho em khi được tham gia hội thi truyền cảm hứng từ sách năm 2021 do Thư viện tỉnh An Giang tổ chức. Em tên Võ Hoàng Kim Thoa, là học sinh lớp 5A trường tiểu học A Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đến với hội thi hôm nay, em muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện rất xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Đó còn là sự hối hận muộn màng của cậu bé vì mãi ham chơi mà không nghe lời mẹ. Đó là câu chuyện Sự tích cây bú sữa được trích trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1. Câu chuyện có nội dung như sau. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng các bạn học sinh thân mến, qua câu chuyện Sự tích cây bú sữa này, chúng ta thấy được một bài học về lòng hiếu thảo trong gia đình. Đó cũng là ý nghĩa câu chuyện Sự tích cây bú sữa muốn truyền đạt đến cho mọi người. Khi ba mẹ còn sống, hãy có hiếu, đối xử tốt với ba mẹ. Đừng để đến khi ba mẹ mãi mãi ra đi rồi lúc đó hối hận cũng đã quá muộn. Cho dù cha mẹ như thế nào thì cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Dù thời xưa hay thời nay thì lòng hiếu thảo vẫn được đặt lên hàng đầu. Nếu không có một trái tim yêu thương rộng lớn thì làm sao có một cuộc sống hạnh phúc. Hãy luôn ghi nhớ, con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Phần kể chuyện sách của em đến đây là kết thúc. Trước khi dứt lời, em gửi lời chúc sức khỏe đến ban tổ chức, ban giám khảo, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào.